Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Tây Ninh xin giới thiệu với các bạn một cái máy trộn dạng nằm ngang, máy trộn bột. Thì đây là cái loại máy mà có kích thước là 50 x 80 x 60. Máy được làm hoàn toàn bằng inox 3.4 và cái trục của cái máy trộn này là pi 42. Lắp là lắp đặt dày 3 lim, và các bạn thấy là máy có thể đảo được 2 chiều. Nếu như các bạn muốn đảo chiều thì các bạn bật máy xong các bạn tắt máy đi, xong các bạn bật ngược lại thì là nó sẽ đổi chiều của cái lãnh trộn này. Máy thì được làm hoàn toàn bằng inox 3.4 không han chỉ xét, và bên dưới máy là các bạn khi mà trộn xong các bạn sẽ đổ ra xuống hứng được xuống cái máng hứng này. Máy thì có cái chốt này để khi các bạn mở chốt này ra các bạn sẽ lật được nghiêng máy. Khi các bạn cầm vào cái cần này thì các bạn sẽ lật nghiêng máy được. Máy được làm bằng khung vuông 50 x 50, dày 1.5 mm, rất là chắc chắn, và có 4 bánh xe để di chuyển.